Đồng Tháp không? Dạ, bữa nay mình dắt cái đoàn của mình đi khắp 4 con thẻ luôn không? Đi giáp 4 con thẻ, 1, 2, 3, 4 giờ trong đường đi là mình ghé chùa. Cái lịch sử về cái dinh con thẻ số 1 của mình. Dạ, ở đây như thế này xây hòn non bộ như vậy sao con không nhìn thấy ở dưới là dinh con thẻ nằm ở dưới không? Cái đấy là kiền. Dạ. Kiền chứ chưa thấy. Dạ. Nói là ở trong phạm vi này thôi chứ còn nếu mà thấy thì không. Dạ, như và đây cũng chính là một trong những điểm tâm linh mà em muốn chia sẻ cho cô chú chị các bạn. Đây là ở bên trên trần điều của chú chị các bạn nhìn thấy, tùy theo tâm linh, tùy theo giác quan và nhãn của mọi người để phân biệt ra. Đó, ở trên trần điều của chú chị các bạn nhìn thấy, nhìn thật là kỹ thì mình sẽ nhìn thấy là hai bên hình của Đức Huỳnh Giáo Chủ xuất hiện. Đây là một trong những điểm mà anh muốn chia sẻ cho cô chú chị các bạn khi đến Dinh Quan Thẻ số 1. Dạ, em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã trở lại trong video mới của em. Lời đầu tiên em chúc cô chú anh chị và các bạn, cả nhà mình có thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Và ngày hôm nay chính là một trong những video hoàn toàn mới em muốn chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn, cả nhà mình cùng xem. Trong một cái series là em đi tìm lại những dấu tích và kỷ vật của Đức Phật Thầy Tây An cùng với Đức Cố Quản, người ta thường gọi chính là ông Cố Trần Văn Thành. Và cũng chỉ còn trọn vẹn gần một tháng nữa là cô đến ngày đại lễ của Đức Phật Thầy Tây An là đạo Bửu Sơn Kỳ Hương của Đức Phật Thầy Tây An. Và ngày hôm nay đó là một trong những điều thôi thúc em cùng với các anh em huynh đệ để đi tìm lại những dấu tích mà Đức Phật Thầy Tây An đã giao cho ông Cố đi cắm 4 ông thẻ. Thì cô chú nhiều bạn biết đó, 4 ông thẻ là một trong những điều linh thiêng mà Đức Phật Thầy Tây An đã giao lại cho ông Cố, cũng như là trao ấn Bửu Sơn Kỳ Hương lại cho ông Cố để ông Cố nói ngôi truyền đạt lại, giáo dạy cho mọi người cách tu nhân học Phật. Thì ngày hôm nay là series đầu tiên em xin mời cô chú và các bạn cùng với em tham quan, đó chính là Dinh Ông Thẻ số 1 người dân. Thì ông thẻ thì cô chú như vậy các bạn cũng biết đó, là ông Cố thừa lệnh của Đức Phật Thầy Tây An đi cắm 4 ông thẻ. Ông thẻ thứ nhất là ở đình Vĩnh Thanh của chú Nhật Hoàng. Ông thẻ thứ hai là nằm ở xã Vĩnh Thạnh Trung. Và ông thẻ thứ ba là nằm ở chùa Bồng Lai Bài Bài ở xã Kinh Vĩnh Tế của chú Nhật Hoàng. Và ông thẻ số 4 là được xuất hiện và được mọi người khai quật trong thời gian gần đây. Đó là nằm ở Kiên Giang, Gừng Chàm. Rồi thì bây giờ em sẽ mời cô chú và các bạn cùng với em để đi tìm lại những dấu tích, những kỷ vật và những điều linh thiêng của ông Cố Quản Trần Văn Thành và Đức Phật Thầy Tây An. Em xin mời cô chú và bạn cùng với em để tham quan. Dạ, và đây là vị trí đầu tiên em ghi hình cho cô chú và các bạn trong cái series là em đi tìm vị trí những ông thẻ mà ông Cố đã thừa lệnh của Đức Phật Thầy Tây An để đi cắm 4 hướng, 4 nơi để trấn áp vấn đề theo lời đồn trên mạng là phong ấn của người Tàu. Và hơn nữa thừa nhân lệnh của Đức Phật Thầy Tây An để đi đến những nơi cấm mà mọi người cho đó là quyền cơ. Thì bây giờ em cùng cô chú và các bạn vào tham quan Dinh Quan Thẻ số 1 tại ấp Vĩnh Hòa, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Em xin mời. Trước khi đi vào cổng tham quan thì em cùng cô chú và các bạn nhìn lại tổng quan về những kiệt tác mà mọi người đã điêu khắc và tạo ra một cái cổng thật là hoành tráng. Thì trước mặt của chú Dư bạn chính là ông rồng màu xanh, là cũng tượng trưng cho ông Thẻ, Dinh Ông Thẻ số 1, là người dân thường gọi đó chính là Đông Phương Thanh Đế. Vị trí và cái tên gọi như thế này thì cô chú Dư bạn biết đó là do người dân mình đặt, và để đi cho thuận tiện đường để đi tìm đến những vị trí của ông Thẻ, chứ thực chất ông Thẻ số 1, số 2, số 3, số 4 là không phải là những vị trí đó mà Đức Phật Thầy hay là ông Cố đã đặt ra, mà đó là do người dân bà con cô bác đặt ra để cho thuận tiện mà di chuyển để đi cúng viếng. Nhìn rất là đẹp luôn bạn. Và đây là bên trong cũng như là chánh điện, khuôn viên của Dinh Quan Thẻ số 1 của chú Nhi các bạn, được thì tọa lạc tại xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Thì cô chú Nhi các bạn biết đó, là trước mặt mình là một cái cột cờ sừng sững đây rất là cao luôn, và dưới cái cột cờ này chính là ông Thẻ số 1 được cắm dưới này của chú các bạn đó. Đây cô chú và các bạn nhìn thấy là bốn ông rồng màu xanh, màu đen, màu đỏ, và cuối cùng là màu trắng của chú và các bạn, là tượng trưng cho bốn hướng và cũng tượng trưng cho bốn ông Thẻ của chúng ta chuẩn bị đi tham quan. Và ông Thẻ của mình là được cắm ở phía sau cột cờ này của chú các bạn, là ở dưới của hòn non bộ. Và đây chính là vị trí của ông Thẻ số 1, được ban quản trị, ban tế tự và mọi người bảo dưỡng cắm ở dưới cái hồ này của chú và các bạn. Đây là hòn non bộ. Bởi vì với lời chia sẻ của chú, lời chia sẻ của ông Từ và ban quản lý ở đây, thì Dinh Quan Thẻ ngày xưa là được cấm để cho mọi người đến tham quan cúng viếng, rất là sơ sài của chú Dư Hoàng, là do vấn đề mà mọi người đến đây rồi mình mẩy ô trượt, không được sạch sẽ, đến đây chụp hình cùng với Dinh Quan Thẻ, nên mọi người ban quản tự ở đây sợ bị tội nên đã xây một cái hòn non bộ như thế này và giấu Dinh Quan Thẻ dưới này, rồi mọi người đến đây dùng những cái nước như thế này của chú Dư Hoàng rửa mặt để uống, nghĩ rằng là mình sẽ nghỉ hết bệnh, nhưng mà thực chất cũng rất là linh nghiệm của chú các bạn, nên mọi người đã làm theo và đến đây để lấy những nước như thế này để rửa mặt rồi uống, rồi để cho tật bệnh tiêu trừ, sức khỏe. Trước mặt của chú gì các bạn chính là hình ảnh người ta đã tái hiện lại là ông Cố cắm ông Thẻ. Cô chú nhìn các bạn nhìn thấy đó, ở trên đầu ông Thẻ đó chính là gương sen, ở sân giữa đó là chữ Bửu Sơn Kỳ Hương. Nó dài là khoảng cỡ 1,5 m, bề ngang là rộng 3 tấc. Ông Cố theo lời của Đức Phật Thầy Tây An, đi mỏi mệt đi đến đâu là cấm đến đó, chứ không được biết trước là cấm như thế nào. Đây là một trong những ngôi dinh ông Thẻ được mọi người tìm đến rất là nhiều, bởi vì đây là một trong những dinh được trùng tu nhờ lại nhiều lần, rất là nhiều lần rồi của chú Dư mới được khang trang và sạch đẹp như đến ngày hôm nay. Thì bây giờ mời cô chú các bạn cùng với em vào tham quan nha. Dạ, và cũng đến gần đến ngày 12 tháng 8 của chú và các bạn, là chính là ngày lễ cúng rất là lớn ở núi Cát cũng như là ở vùng Thất Sơn Mầu Nhiệm, đó chính là ngày vía Đức Phật Thầy Tây An vào ngày 12 tháng 8. Nên đó là một cái động lực và cũng thôi thúc em để làm cái video nói về những cội nguồn, những lịch sử để chia sẻ cho cô chú và các bạn cùng xem về những chiến tích còn sót lại của Đức Phật Thầy Tây An mà ông Cố chúng ta đã thừa lệnh của Đức Phật Thầy để đi cắm ông Thẻ. Và trước mặt của chú với bạn chính là những đoàn người đã lần lượt thay nhau rất là sớm để đến đây tham quan và cúng viếng Dinh Quan Thẻ. Rồi bây giờ mời cô chú với bạn cùng với em vào tham quan nha. Và đầu tiên khi mình đi vào Dinh Quan Thẻ của Chúa Dương Bạn là mình thấy hình của Bác Hồ được đứng uy nghiêm ở phía trước, và phía sau chính là chánh điện. Và đây cũng chính là một trong những điểm tâm linh mà em muốn chia sẻ cho cô chú vị các bạn. Đây là ở bên trên trần điệu của chú vị các bạn nhìn thấy, tùy theo tâm linh, tùy theo giác quan và nhãn của mọi người để phân biệt ra. Đó, ở trên trần điệu của chú vị các bạn nhìn thấy, nhìn thật là kỹ thì mình sẽ nhìn thấy là hai bên là hình của Đức Huỳnh Giáo Chủ xuất hiện. Đây. Và hiện tại là em thấy nó nhô hơn nữa mày, nhô hơn cao lắm nè. Để em gõ cho cô chú mình chìm xem nè. Nó còn đây là đặt này nha, đặt này cô chú nè, bọng nè, bọng nè, phùng phình luôn nha. Chủ hiện như chắc còn đi nha, không có lan cao của bên tôi đông đảo không cần nha. Dạ, sau đây là màn kính lễ và cúng viếng của phái đoàn ở Đồng Tháp để ra cúng viếng Dinh Đông Thẻ. Em xin mời cô chú và các bạn cùng theo dõi. Dạ con chào ông. Đồng Tháp, thành phố Cao Lãnh. Ông ở Đồng Tháp không? Đồng Tháp. Dạ, bữa nay mình dắt cái đoàn của mình đi khắp 4 con thẻ luôn không? Đi giáp 4 con thẻ, 1 2 3 4 giờ trong đường đi là mình ghé chùa. Dạ. Con thấy ông dẫn dắt mọi người cúng thấy nói chung ông cũng rất là gành, với hơn nữa là cúng giái của ông là nói chung chắc có lẽ là ông biết về cái lịch sử về cái Dinh Đông Thẻ số 1 của mình. Dạ, ở đây như thế này xây hòn non bộ như vậy, sao con không nhìn thấy ở dưới là Dinh Đông Thẻ nằm ở dưới không? Cái đấy là kiền. Dạ. Kiền chứ chưa thấy. Dạ. Nói là ở trong phạm vi này thôi chứ còn nếu mà thấy thì không. Dạ. Như mình đến đây cúng viếng như thế này là mình cầu như thế nào không ha? Đúng ra là nếu mà trong đạo là cầu cho dân dân bá tánh. Dạ. Trong dân dân bá tánh là có mình. Dạ. Thường thường như ông đi cúng viếng Dinh Đông Thẻ này trong một năm ông đi mấy lần? Thì duyên. Dạ. Ít gì cũng phải một lần. Ít dạ. Gì là một lần. Để mình đi đến đây mà tôi đi được lần thứ 3 rồi. Dạ, đến đây mình tìm lại cội nguồn, tìm lại gốc tích và những kỷ vật của Đức Phật Thầy Tây An và đã truyền cho Đức Cố Quản đến đây cắm ông thẻ. Dạ, rồi sau đây là con cũng cùng với tháp đoàn chi đoàn của ông để đi đến Đồng Tháp số 2. Dạ, con chúc ông nhiều sức khỏe. Cảm ơn sự chia sẻ của ông rất là nhiều. Dạ. Dạ, vừa rồi là những hình ảnh hữu ích em chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Ở Dinh Quan Thẻ số 1 là một trong những di tích ngày hôm nay em đi tìm lại và chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Trong những ngày đại lễ sắp đến, đó là ngày 12 tháng 8. Thì bây giờ em kết thúc video đây. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị cô bác trong clip kế tiếp của em. Mọi người nhớ đón xem nha. Em xin chào và hẹn gặp lại.